Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần lậu ý. Như chúng ta biết đó, là cái đời sống chúng ta bao gồm có thân và tâm. Nghĩa là bao gồm có danh pháp và sắc pháp. Sắc pháp này tức là cái sắc thân của mình. Thân của mình nó bao gồm cái hoạt động của các sắc pháp. Danh pháp này đó, là chúng ta có tâm và sở hữu tâm. Mỗi người có 27 sắc pháp. Thì cái đời sống đó, của một chúng sinh là nó bao gồm có hai phần. Thì như chúng ta biết rằng cái sắc thân này đó, sắc thân này là quả của nghiệp. Quả của nghiệp nghĩa là gì? Nghĩa là danh pháp tạo ra sắc pháp. Hay nói rõ hơn đó là danh pháp chi phối sắc pháp và trợ duyên để cho cái sắc pháp đó, nó hình thành trong một cái sắc thân, và cái sắc thân đó phù hợp với nghiệp của chúng sanh đó. Như vậy những cái gì mà chúng ta mang trong cái thân thể vật chất này đều là quả nghiệp của chúng ta. Ta sinh ra là người nam hay người nữ với một cái sắc thân như thế nào, từ hình dáng cho đến phẩm chất của nó đều là quả nghiệp của mình. Và như vậy cái quả nghiệp này khi nó hình thành thì cái điều mà tương ưng với nó là cái hệ thống thần kinh trong cái sắc thân này. Tức là đôi sắc thân của chúng ta nó sẽ gồm có hai phần. Nhớ lại đó, sắc thân này cấu tạo bởi 27 sắc pháp. Và hoạt động của sắc thân này nó có hai hoạt động. Nó hoạt động theo cái hiện tượng pháp và theo bản thể pháp của nó, là sắc pháp này chi phối những hoạt động của sắc thân. Và như vậy thì cái sắc thân này đó, khi mà nó cấu tạo của nó sẽ gồm có hai phần. Một phần nó gọi là phù trần căn, và một phần của nó gọi là tịnh sắc căn. Cái phù trần căn này nói chung á, nó là cấu tạo của tất cả các cái phần trong thân thể, mà nổi bật nhất là năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và tịnh sắc căn tức là cái phần thần kinh, hay nói rõ hơn đó là hệ thống thần kinh. Nó bủa dây khắp trong cơ thể của chúng ta. Đây là một cái phương tiện. Đây là một cái phương tiện. Từ cái phù trần căn cho cái tịnh sắc căn, thì nó là cái phương tiện để cho cái hoạt động của danh pháp, tức là tâm và sở hữu tâm, nó nương tựa vào đây mà nó thể hiện. Và nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái tập khí tốt cũng như tập khí không tốt của mình. Nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái cá tánh của mình. Cá tánh là cái tinh túy của cái dòng nghiệp nó đã tụ lại trong cái hiện thực. Vì vậy, hoạt động của danh pháp này tức là hoạt động của tâm và tâm sở, nó hiển lộ nơi cái sắc thân. Đặc biệt cái đường đi của nó là nằm trong tất cả các hệ thống thần kinh tương ứng của nó, và nó làm cho cái phần phù trần căn này nó có khả năng nó hiển lộ ra được những cái hoạt động của phối hợp của tâm. Thì như vậy khi mà cái hoạt động của cái
cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó hiển lộ trên cái sắc thân này thì nó có hai cái con đường đi. Cái con đường đó chúng ta gọi là lộ, lộ là cái con đường. Thì nó chia ra làm lộ ngũ và lộ ý. Lộ ngũ tức là con đường đi thứ nhất, là cái hoạt động của tâm thức của chúng ta đó, là do mắt chúng ta thấy cảnh sắc, do tai chúng ta nghe cảnh thinh, do mũi chúng ta nghe cái cảnh khí, do lưỡi chúng ta nếm cảnh vị, và do cái thân thể chúng ta xúc chạm. Đi bằng năm con đường đó trước thì gọi là cái lộ ngũ. Như vậy chúng ta muốn biết ta là ai thì ta sẽ rình ở chỗ năm căn này, thì ta sẽ thấy nó xuất hiện. Và còn một cái lớn lao hơn nữa đó là nó trùm phủ lên hết tất cả những cái hoạt động trong đời sống nội tâm của chúng ta đó, chính là cái lộ ý. Cái lộ ý nó có một cái khả năng là nó có thể trạo lại tất cả những cảnh ngộ. Lộ ngũ này nó hiển lộ ở năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái lộ ý nó có khả năng đó, là năm cái cảnh này nó đã đi qua rồi thì nó có thể trở lại nơi cái lộ ý. Và cái lộ ý này đó là nó cực kỳ sâu rộng, tức là nó hiển lộ tất cả những cái hoạt động của tâm, tức là tâm sở hữu tâm đều hoạt động liên tục ở trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Thì cái này nó thuộc vào cái lộ ý. Như vậy tuy chúng ta chia ra là lộ ngũ, chia ra là lộ ý, nhưng mà thật sự nó nói chung nó là cái đời sống của danh pháp, là danh pháp phối hợp trên cái sắc thân này, nó tạo nên cái đời sống của chúng ta. Và khi thân ngoại chung thì nó kết thúc cái hoạt động của sắc pháp, nhưng nó không hề kết thúc cái hoạt động của danh pháp. Hoạt động của danh pháp luôn luôn nó sinh diệt từng sát na. Nhưng mà cái sát na mà nó hình thành cái tâm tử, làm cái sát na mà nó đưa chúng ta đi chuyển một cái kiếp khác. Cái tầm quan trọng nó nằm ở chỗ đó, chứ cái hoạt động của nó vẫn là sinh diệt. Và khi nó sinh lên, nó hoạt động thì nó truyền cái gia tài nó lại cho những cái tâm kế tiếp. Cái hoạt động nó đi, đó là cái quy luật hoạt động của cái dòng tâm thức của chúng ta. Cho nên khi mình ý thức được cái điều này đó, thì khi mình không có ngạc nhiên, khi mình biết rằng là cái đời này đây, mình thấy được mình làm rất là nhiều điều tốt, nhưng mà sự bất hạnh nó vẫn luôn luôn nó đeo đuổi mình, thì mình không có trách ai hết, cũng không có than thở rằng là ông trời bất công hay là cái đời bất công, không có. Tất cả nó đều là cái quả nghiệp của mình nó trổ sanh thôi. Và bây giờ cái vấn đề của chúng ta đó là chúng ta tiếp nhận cái quả nghiệp này với một cái thái độ như thế nào, chúng ta ứng xử với nó ra sao để mà chúng ta đi thoát khỏi cái đau khổ, và chúng ta ứng xử như thế nào mà chúng ta làm tăng trưởng cái nỗi bất hạnh của chúng ta. Vấn đề còn lại là vấn đề ứng xử. Vì vậy mắt chúng ta thấy bất cứ một cái cảnh gì mà làm cho đó ở trong lòng của chúng ta có cái sự xao động, và chúng ta đây phải ứng xử cái cảnh đó, thì chúng ta hiểu rằng cảnh đó chính là quả nghiệp của chúng ta. Tai chúng ta nghe cái gì mà làm cho cái tâm chúng ta đây nó bị xúc động, và chúng ta có thái độ, chúng ta có cái cách cư xử, thì chúng ta phải hiểu rằng cái cảnh thanh đó là quả nghiệp của mình. Đi về mà về tới cái khu phố nó ầm 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 vô cái hẻm mình, ầm ầm vô tới cái nhà người ta cũng hát karaoke ầm ầm, thì tất cả mình phải hiểu rằng mỗi ngày mà mình phải nghe những cái đó thì mình hiểu đây là cái quả nghiệp không có lành. Bởi vì đâu có thể dễ dàng dọn nhà đi chỗ khác đâu,
cũng không phải dễ dàng gì người ta ngừng lại những cái hoạt động của người ta. Cho nên mình càng giận dữ thì mình càng lại mất sức khỏe mà thôi. Thì thôi mình cứ lo làm cái việc của mình, chứ không có cách gì khác hơn. Bây giờ mình ở chung với người ta nói, chưa nói đã chửi thề trước rồi, thì mình phải chịu cái quả nghiệp về âm thanh nó xấu lên. Cho nên tất cả những cái gì mà các căn của chúng ta tiếp xúc thì chúng ta cũng đã nhận ra cái phước báu và cái sự bất hạnh của mình. Nhưng khi chúng ta hiểu biết cái điều này đó thì chúng ta ngừng những cái phản ứng. Hoặc là phản ứng xong rồi thì chúng ta thấy là không nên phản ứng nữa. Cái vấn đề là làm thế nào đó chúng ta hóa giải đó. Chúng ta hóa giải nó thì chúng ta bình yên, chúng ta không hóa giải chúng ta không bình yên. Và làm sao để có thể hóa giải được? Là bởi vì chúng ta có cái lỗi thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái phản ứng, hoặc là đã phản ứng rồi bây giờ nên đắn đo suy xét lại có nên tiếp tục một cái phản ứng như thế này nữa hay không, hay là ta đây phải thay đổi. Và chúng ta nhớ thế này, chúng ta sống trong cái hoàn cảnh thì cái hoàn cảnh nó luôn luôn tác động đến chúng ta, và chúng ta luôn có cái thái độ phản ứng lại. Và cái đời sống nó hình thành như vậy, luôn luôn chúng ta chịu sự tác động và chúng ta phản ứng lại. Và cái phản ứng này nó mang cái tính chất á, là nó giống như gọi là phản xạ. Rồi bởi vì nó đi từ trong cái dòng nghiệp của chúng ta ra, cho nên nó cực kỳ nhanh. Nó đi bằng tâm, nó đi bằng tư tưởng, cho nên cái vận tốc nó cực nhanh. Trước khi chúng ta kịp suy nghĩ, thật ra là chúng ta đã có suy nghĩ rồi, nhưng mà cái này nó không có đắn đo, nó không có đắn đo, nó không có ngập ngừng, nó không có thận trọng, cho nên nó phản ứng liền. Và tất cả những cái đó là do cái tập khí trong cái nghiệp chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ khi chúng ta học giáo pháp, chúng ta hiểu biết rồi thì chúng ta nên suy nghĩ lại, nên xem xét lại chính cái phản ứng của mình. Và từ đó chúng ta sẽ nói với mình, mình thay đổi hay hoàn cảnh thay đổi. Phần lớn người ta muốn hoàn cảnh thay đổi mà mình không thay đổi. Có những người đề nghị rằng hoàn cảnh thay đổi thì tôi sẽ thay đổi. Không có được. Cái vấn đề chỉ là mình có thay đổi không, mình có thích ứng được không. Cái con tắc kè khi nó sống ở một cái cây, mà cái da của cái cây đó cái màu nó xanh đậm thì cái màu da con tắc kè nó sẽ đổi, nó sẽ đổi màu. Nó ở trong cái vùng sáng thì da nó sáng ra. Và tất cả những cái sinh vật trên thế gian này, tức là cái thế giới của súc sinh, nó tồn tại được là do nó thích ứng với môi trường. Không phải môi trường thích ứng với nó, mà nó thích ứng với môi trường. Như vậy trong cái bản năng sinh tồn của nó đã hiểu biết rằng nó phải sửa đổi, nó phải thích ứng thì nó tồn tại. Nhưng mà con người của chúng ta không chịu như vậy. Con người chúng ta muốn đột phá, muốn thay đổi tất cả những cái hoàn cảnh này để mà tạo thêm cái sự đau khổ và thương tổn cho mình. Trong khi đó hoàn cảnh tấn công, tất cả mọi thứ dí vào ta đường cung, nhưng ta mở trong tâm chúng ta một cái lối thoát. Không bao giờ có lối thoát. Chỉ mình bóp nghẹt cái lối thoát của mình. Mình cùng quẩn. Tại sao mình cùng quẩn?
là vì mình cứ cảnh nó lặp đi lặp lại, nó trở lại. Đây chính là lộ ý hoạt động trong tâm. Chúng ta học, chúng ta sẽ dần dần những cái này sư cô sẽ giảng hoài, giảng đi giảng lại, dần dần để nó mở ra, để cho chúng ta thấy rằng tất cả là vì cái lộ mũi đi qua rồi mà cái lộ ý nó lưu giữ lại, để nó tái lập đi, tái lập lại, tái lập đi, tái lập lại. Và sự cùng quẩn trong tâm chúng ta, sự tù hãm trong tâm của mình, mình nhốt vào trong ngục tối cũng chỉ vì mình bắt lại những cảnh cũ và mình không thay đổi, mình không thích ứng. Và trong cái tưởng của mình á, càng lúc mình tô đậm cái nỗi phiền muộn của mình khi mà mình bị những cái ngoại cảnh nó tấn công, tất cả đều do cái suy nghĩ của mình không có lối thoát, là do mình không mở một cái con đường để thứ nhất là mình hòa dịu ở trong tâm của mình, và sau đó chúng ta sẽ hòa giải tất cả những cảnh chung quanh. Và cái sự bình yên này nó chỉ có mặt khi trong lòng ta có sự hòa dịu, và chúng ta hòa giải được cái môi trường sống chung quanh thì chúng ta có được sự bình yên. Ngoài ra chúng ta không có cách khác hơn. Và cái khả năng này chúng ta làm được bởi vì khi các căn chúng ta tiếp xúc các cảnh và chúng ta đây phải phản ứng theo như cái dòng nghiệp của chúng ta, thì chúng ta đây lại có khả năng kiểm soát lại. Và khi kiểm soát lại thì trong lộ ý chúng ta có quyền thay đổi. Còn không thay đổi cũng do mình. Cho nên chết rồi, siêu hay không siêu, nằm trong lộ ý. Người ở cõi dục này tu tập đắc đạo quả hay không, nằm trong lộ ý. Cho nên con đường tiến hóa nằm trong suy nghĩ, con đường thoái đọa nằm trong suy nghĩ, và quyền lực đó nằm trong mỗi chúng sinh. Không có một thế lực nào có thể hủy hoại được cái năng lực này. Nó có thể làm siêu yếu, suy yếu, nó có thể tấn công để làm nghiêng ngã, nhưng mà cái quyền lực của chính bản thân mình với bản thân mình luôn luôn mạnh mẽ. Và sự mạnh mẽ này nó chỉ có mặt rõ rệt nhất khi chúng ta ở trong một kiếp người. Rời khỏi cái kiếp người này rồi mà rơi vào bốn cảnh khổ, quyền lực đó mất. Ở trong cõi chư thiên dục giới mà do cái phước báo đầy đủ quá, trí tuệ bị mê mờ thì quyền lực của mất, có thể thoái đọa xuống tất cả những cảnh khổ trong giây phút mà thôi. Quá sanh có một sắc này, ngay cả những cái bậc đắc thiền định rồi thì cũng chỉ một sát na có thể đưa xuống thái độ. Một cái sát na có thể khép cái cánh cửa phước báo của mình lại để mà đi vào con đường đau khổ. Và khi sống như thế, bao giờ chúng ta nhận định ra, chúng ta thay đổi thì chúng ta thoát. Không thay đổi, dẫu có nghe cầu siêu bao nhiêu cũng vẫn thế mà. Và nó sẽ không tính là 100 năm, 200 năm, 300 năm, mà tính bằng kiếp. Đây là một cái vấn đề căn bản trong cái hoạt động về tâm thức của mỗi chúng sinh. Chúng ta cần phải hiểu biết. Và khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta biết cách ứng xử với tất cả những gì chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp cho tới nay. Đừng tưởng người ta lén trồng cây trên đất mình, không có. Người ta có tấn công. Sự tấn công này nó câu thông mặt nhân quả nhiều đời nhiều kiếp với nhau, chứ không phải tình cờ có thể tấn công được. Cho nên nhiều lần sư cô nói là nhân quả của mình nằm ngay cái chỗ nào mà mình thân thiết nhất,
hiện tại mình sống với ai mà gắn bó với người đó nhiều nhất thì cái người đó chính là cái quả nghiệp rõ rệt nhất của mình. Người đó có thể cha mẹ của mình, anh em của mình, chồng vợ của mình, con cái của mình, bạn bè của mình, hoặc bất cứ một cái người nào mà mình cho rằng cái người đó chính là cái hơi thở trong cái đời sống của mình á, thì người đó đích thực là cái nghiệp rõ rệt nhất của mình. Hãy học một cái bài học về quả nghiệp nơi cái sự ứng xử của người đó với mình. Và tất cả những cái dòng nghiệp này nó trôi chảy, thì chúng ta hãy nhớ rằng từng giờ, từng phút, từng giây trong cái đời sống chúng ta đó, giữa nghiệp thiện và bất thiện luôn luôn đang xen với nhau. Thành ra khi bất cứ ai sống chung với chúng ta đó, đều có đầy đủ những cái mùi vị trên thế gian này cả. Khi mà thiện quả của cái thiện nghiệp trổ sanh thì ấm áp với nhau. Khi mà quả của bất thiện nghiệp trổ sanh với nhau thì chúng ta có thể khinh bỉ nhau, chúng ta có thể hằn thù nhau, chúng ta có thể trách móc nhau, có thể chà đạp nhau, có thể hành hạ nhau, có thể tạo ác nghiệp giết lẫn nhau. Đang xem. Và chúng ta sẽ kiểm tra cái luật này rất là rõ ràng đó. Là hằng phút trong cái đời sống chúng ta, những suy nghĩ giữa thiện và bất thiện trong hai cái dòng nghiệp trắng và đen như thế này luôn luôn nó đang xen lẫn. Nó cứ đi như thế này trong cái tâm tư. Đời này chúng ta kiểm soát, chúng ta đã thấy rõ rồi thì chúng ta hiểu rằng cái dòng nghiệp ở trong quá khứ nó vẫn đi như thế. Như hai cái con nước nó cứ lên xuống như thế này trong cái tâm của chúng ta. Thành ra đừng mơ mộng rằng chúng ta sẽ sống với ai đó vĩnh viễn là một cái niềm an vui. Không bao giờ có chuyện đó cả. Nhưng mà chúng ta có thể hòa giải để sống với nhau được, bởi vì chúng ta hiểu rằng gặp nhau đây để những cái quả của thiện nghiệp và quả bất thiện nghiệp được trổ sạch. Và chúng ta ứng xử bằng cái thiện lành của chúng ta thì chúng ta sẽ hòa giải. Và mỗi người trong cái nỗ lực của mình, khi ẩn khi hiện, có khi cái thiện chúng ta được hiển lộ ra ngoài, có khi cái thiện chúng ta nó nằm ẩn kín ở bên trong. Nó ẩn kín bên trong nó mới bảo toàn được. Còn nó hiển lộ ra bên ngoài, nó bị đập vỡ, cái sự điên khùng chúng ta sẽ khởi lên. Chúng ta sẽ thấy cái con đường đi của nó là như thế. Cho nên không phải lúc nào những cái điều tốt của chúng ta cũng được phơi bày trên bản thân cộng đồng. Không phải lúc nào cái lòng tốt của chúng ta cũng phải quỳ xuống để dâng tặng cho người khác. Không có. Tốt ở trong ta. Cần hiển lộ thì hiển lộ, không cần hiển lộ thì không cần hiển lộ. Và khi nó hiển lộ ra, nó không phải đi bằng cái con đường mê muội như chúng ta nghĩ, là lúc nào cũng phải dịu dàng, lúc nào cũng phải ngọt ngào, lúc nào cũng phải ân cần, lúc nào cũng phải tử tế. Không. Không duy nhất là cái con đường đó. Có khi rất là mạnh mẽ, có khi rất là sắc sảo, để mà có thể làm cho những cái điều tốt đẹp này nó được tốt đẹp hơn. Ta đối với con của ta, không phải lúc nào ta cũng chiều chuộng nó. Ta thể hiện là người mẹ hiền là ta người mẹ hiền. Nếu cần đó thì phải phạt nó. Nếu cần đó thì phải bắt nó lặp đi lặp lại rằng chuyện này không được tái phạm. Rất là mạnh mẽ, rất là nghiêm túc, có đôi khi phải khắt khe. Nhưng đó chính là người mẹ hiền. Còn nếu không, là người mẹ tội lỗi. Nuôi một đứa con gái học mấy bằng đại học, bây giờ nó thương một cái thằng quá nghèo, mình không thể nào chấp nhận được. Nhưng cuối cùng phải chấp nhận. Nó về nhà chồng 3 ngày bị đuổi về te tu. Con gái cưng của mình, mình đã hạ mình gả nó như vậy, bây giờ nó dám đuổi con gái cưng của mình, sách đầu con gái tới nhà thông gia. Hỏi tại sao? Bà thông gia nói vậy: bà chị ơi, bà nuôi con gái của bà như thế nào tôi không biết, nhưng nó về đây có 3 ngày tôi không chịu nó nổi. Là tại vì á, nó không hề biết nấu ăn thì chấp nhận được.
Nhưng mà nó ăn rồi nó cũng không có dẹp được một cái gì hết. Quần áo của nó tắm ra nó vứt đại cái chỗ đó, tất cả nó đều bừa bãi hết, thì nó phải ra khỏi cái nhà này thôi. Và sự thật nó là như vậy. Bởi vì nhà bà có thuê nhiều người làm lắm. Có người nấu bếp, có người dọn dẹp, lau chùi trong nhà, có người giặt giũ, có người hầu hạ hết. Bà đó là người mẹ tội lỗi, vì là để cho con mình á, tất cả những khả năng có thể làm việc bây giờ nó bị rụng ngón hết rồi. Cho nên đừng có hiểu lầm rằng cái lòng tốt của mình á là phải thể hiện ra bằng cái sự chiều chuộng, bằng cái sự nâng niu, như thế mới đúng là người mẹ hiền. Không đâu, đó là người mẹ tội lỗi và dại dột. Cho nên cần nghiêm khắc với con, phải nghiêm khắc, thì đó là người mẹ trí tuệ. Hổ mẹ phải biết dạy hổ con, chứ không có thể nào mà hổ mà đi dạy trùng để nuôi trùng, có cái chuyện đó. Cho nên người ta cứ hiểu lầm rằng đó, lúc nào cũng phải cười như thế này, lúc nào cũng phải dễ thương như thế này, lúc nào cũng phải ơi ra nó mềm như cái quả chuối như thế thì mới là người hiền hậu, người tốt. Không đâu, bạc ngược đấy. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng con đường đi của cái lộ ngũ và lộ ý tuy nói tách ra nhưng cuối cùng nó là một. Và cái sự tách ra này lần lần chúng ta sẽ hiểu, và cái sự nhập lại nó chúng ta cũng sẽ hiểu là giữa cái lộ ngũ và lộ ý nó sẽ phối hợp ra sao trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và lần trước sau khi mà nói đến cái phần định nghĩa rồi thì chúng ta nói cái nhân sinh, cái lộ ý môn nó có tới tất cả là 14 nhân. Hai cái nhân đầu đó là chúng ta nói đến cái việc mà những cái điều chúng ta đã từng thấy. Như vậy thấy nó nằm trong lộ ngũ, mắt thấy. Khi cái lộ ngũ này nó làm xong nhiệm vụ, nó đi qua rồi, nhưng mà cái tâm nó còn giữ lại, và nó có thể nhớ lại những gì nó đã từng thấy. Thì như vậy cái thứ nhất nó thuộc về hồi tưởng. Và cái thứ hai thì khi mà cái mà đang thấy đây có thể làm cho người ta có thể liên tưởng đến cái mà đã từng thấy. Vì vậy giữa hiện tại và cái quá khứ nó được nối kết với nhau thì đã trở thành liên tưởng. Thì cả hai thứ hồi tưởng và liên tưởng thì nó nằm trong cái hoạt động của sở hữu tưởng. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái nhân mà làm cho cái lộ ý khởi sanh lên đó, là hoạt động của sở hữu tưởng trong hồi tưởng, trong liên tưởng. Và hồi tưởng liên tưởng này nó dính với năm căn. Mình có thể nhớ lại một cái thức ăn nào đó mà mình đã từng thưởng thức, nó gây ấn tượng thì vẫn có thể nhớ được. Tức là ở đây mình nói mắt với tay thôi, chứ thật sự là nó là năm căn. Trong cái năm căn đó mình có thể hồi tưởng lại, có thể liên tưởng lại. Thì đó là bốn cái nhân tố nó làm cho cái lộ ý được khởi sanh lên. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ năm, nó gọi là sắc đa giá. Sắc đa giá này nó liên quan tới cái tâm tư. Tức là khi mình làm điều thiện thì mình có tâm tư, tức là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Cái này chúng ta học rồi. Tức là trước khi mà mình làm cái điều thiện thì mình hiểu rõ rằng là cái điều thiện này là mình đang gieo xuống cái nhân. Mình hiểu rõ như vậy để làm gì? Thì bất cứ ai có tác động tới mình đó thì cũng khó làm cho mình thay đổi. Bởi vì mình biết mình đang làm cái điều này là điều tốt, đang nhân này nhân thiện đây, mình thấy rất rõ như vậy thì không có một cái tác động nào có thể làm cho mình bỏ cái đó đi. Thí dụ như có người nói vậy, bây giờ cái ý tôi là muốn giúp để cho cái vùng đó
cái nơi đó nó thiếu một cái ngôi chùa, ngôi Tam Bảo, thì tôi muốn hùng cái chỗ đó, nơi đó để có thể tạo dựng cái ngôi Tam Bảo. Nhưng mà người khác nói gì? Cái chỗ đó người ta khổ muốn chết rồi, bây giờ dựng cái chùa, ngôi chùa rồi cũng chưa có chắc làm được cái gì thôi tốt hơn á, thì bây giờ mua gạo tới cho người ta ăn liền. Thì mình cứ ngã qua ngã lại, ngã qua ngã lại, không biết cái nào tốt hơn cái nào, rồi cuối cùng đó là cứ ngồi để chờ cho đến ai tác động mạnh thì theo người đó. Mình không có suy nghĩ ra được. Cái tiếng Việt mình hay lắm, tiếng Việt mà mình nói đó, giúp cho người ta đó trong cái ngặt nghèo. Cái từ thiện là giúp ngặt, mà cái Tam Bảo là giúp nghèo. Ngặt là gì? Ngày hôm nay mà không có gạo ăn, hôm nay không có thuốc uống, hôm nay không có áo ấm mặc, chết thì gọi là giúp ngặt. Đói mấy bữa rồi mà bây giờ cái bữa này không ăn nữa là chết rồi. Bây giờ nó lạnh run cầm cập thế này mà không có áo ấm mặc là chết rồi. Khát không có nước uống là chết rồi. Đó gọi là giúp ngặt. Từ thiện giúp ngặt. Tam Bảo giúp nghèo. Bởi vì nghèo là do cái nghiệp bố thí ít quá. Mà cái mà mình á trộm cắp dơ dét của người ta về của mình là nhiều, cho nên bây giờ nó đi vào con đường ngặt. Vì mình đẩy người ta vào con đường ngặt thì bây giờ nó phải ngặt, tức là tới đây không ai trợ giúp phải chết. Tam Bảo giúp cái nghèo là bởi vì người ta sẽ hiểu rằng bây giờ muốn thoát khỏi cái nghèo người ta phải làm sao. Thứ nhất, người ta phải siêng năng làm việc. Có nhiều người nghèo nghèo chứ không có làm. Còn cái người mà nó ngặt do cái nghiệp đó, thì những người đó họ siêng năng, họ đàng hoàng lắm, nhưng mà họ trồng lúa ra lao, nó không thiếu phước. Bởi vì họ đã từng dày đạp lên tất cả những công sức của người khác. Quý vị lên những cái dùng mà ta trồng cây trái, trồng cà phê, thì cứ đêm là nó đem xe vô rồi là dùng máy cắt đó, cắt luôn mấy cái cành cà phê đó, chở lên xe đi luôn. Tức là người ta làm xong thì hốt sạch hết. Người ta nuôi một cái vuông tôm vuông cá thì tới cái giờ nó sắp thu hoạch đó, thì đem nó lại là nó chích một cái là nó hốt hết không còn gì hết. Thì đó là cái ác nghiệp mình đã gieo ra. Bây giờ mình thuê người ta làm, lương người ta như vậy mà tới kỳ tới tháng mình hẹn mình ăn hớt, mình không trả, mình dụ người ta làm, rồi cuối cùng đó là coi mình giật cái phần mồ hôi nước mắt của người ta, thì nó phải rơi vào cái ngặt này. Nhưng mà khi chúng ta làm từ thiện, cũng nhờ có cái ngặt này mà mình mới làm từ thiện được. Mình phải cảm ơn cái người nó ở trong cái hoàn cảnh ngặt như thế, mình mới làm từ thiện được, chứ không phải người ở trong cái cảnh ngặt đó phải cảm ơn mình. Vì ai cũng giàu như mình đã đem tới ta ngó không, còn cười cười. Không lẽ mình về đi nhận đồ của mấy bà này, thấy không? Nhưng mà cái người ngặt mình đem tới ta mừng lắm. Cho nên mình phải cảm ơn cái người lâm cái cảnh ngặt để mình có cái cơ hội mình bố thí, mình tạo phước, mình chuộc lại những cái lỗi lầm của mình. Còn cái nghèo đây là Tam Bảo sẽ giúp được, bởi vì có cái ngôi Tam Bảo thì nơi đây họ tới đây đó, họ mới công quả, họ mới làm phước, họ mới nghe pháp, họ mới hiểu ra và họ thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cách ứng xử, họ mới tốt. Sư cô đã đến đây, đến cái chùa Giác Lâm này giảng mà làm một cái chuyện không được. Và cái hôm đó sư cô đến đây giảng cho người mù trên cả trăm người. Thì khi người ta sắp mấy người sáng mắt ngồi đây mà mấy người mù ngồi đâu. Khi sư cô hỏi tại sao hôm nay cái đối tượng tôi giảng là người mù xong cho người ta lên trước đây.
Người ta trả lời rằng là không thấy gì hết, ngồi đâu cũng vậy. Không phải. Không phải. Tại sao vậy? Tại vì khi mình giảng cho cái đối tượng đó, họ ngồi đây, họ không thấy, nhưng tất cả những phản ứng họ, người giảng thấy, nó mới nói được. Rồi cái thứ hai đó là cho thức ăn rất là nhiều, cho tiền rất nhiều. Thì sư cô mới nói rằng mỗi người đó sau khi ăn cái thúng xoài của mình, lấy một cái hạt xoài gieo lại, cúng lại 1.000, 500 cho từ thiện, 500 cho tam bảo. Nhiều người không biết mới nói rằng làm vậy mắc cỡ quá à. Cho người ta cái đồ ngắt lại một chút xíu. Người ta nghĩ bằng cái tâm đời, người ta chỉ nghĩ rằng là phải đưa cho thật nhiều là tốt, mà không nghĩ rằng là cái người mà nhận đó là đang nhận cái quả, đang nhận cái thúng xoài. Và bây giờ để cho những cái thúng xoài này nó được tiếp tục, mà không phải do người ta cho mà tự mình hái trong cái vườn nhà mình đó, hãy gieo xuống cho họ. Cho nên người ta chỉ đi từ thiện, mà người ta có một cái từ thiện lớn hơn đó là 500 đồng từ thiện, 500 đồng tam bảo, người ta làm không được. Tại vì người ta suy nghĩ không ra. Cho nên trong cái tam tư đó, cái suy nghĩ về vấn đề nhân quả, hiểu biết phải chính xác. Phải hiểu thế nào là cái ngặt, phải hiểu thế nào là cái nghèo. Thoát nghèo phải siêng năng, phải cần mẫn, phải thay đổi suy nghĩ, phải lá rách đùm lá nát. Cái đùm đầu tiên là trong gia đình của mình, trong cái dòng họ của mình, trong cái xóm giềng của mình. Cái gì có thể mở lòng ra với ai một chút, hãy mở lòng ra. Cho nên không phải là vì cái chỗ này nghèo quá mà nên xóa đi, không có dựng một cái ngôi tam bảo. Không phải. Dẫu cho là che đỡ một cái miếng lá mà đặt cái tượng Phật vào đó thì cũng nên làm. Bởi vì giáo pháp sẽ đưa cho những người này đó thoát khổ. Chờ trong cái tam tư đó mình phải hiểu về nhân quả, mình gieo xuống hiểu rõ rồi. Cái đó là tư tiền để mình vững vàng trong cái vấn đề đó, mình đang giúp ngặt hay giúp nghèo. Hai cái đó phải rõ. Bởi vì đây là chuyện mình phải làm. Đây là phước báu mình phải gieo trồng. Bởi vì 110 cái ba la mật nổi bật nhất, ba cái ba la mật đầu tiên đó là bố thí, cúng dường và phục vụ. Ba cái này để lấy ra giúp ngặt hay giúp. Thì khi mình làm cái điều này đó là mình biết cái nhân quả rõ ràng. Cái thứ hai là trong khi mà mình làm cái điều từ thiện đó, thì cái này sư cô nhớ đã giảng ở đây rồi. Cái lúc mình đi đến cái nơi để mình phát quà cho người ta, ai đi chung làm hay không làm, chuyện đó chuyện của người ta. Còn cái chuyện của mình á, là hễ làm hết sức mình và làm tốt cái công việc của mình, đó là phước báo của mình. Và không cằn nhằn ai hết, không có chỉ trích ai hết, cũng không nói gì với ai hết. Mình chỉ làm thôi. Mình nghĩ rằng ngày hôm nay mình làm cái này mà nếu mình làm được tốt, đầy đủ cái phước báo của mình rồi. Còn mình cằn nhằn ta là phước báo mình bị khuyết. Giống như cái phước báo mình nó tròn như cái mặt trăng vậy. Bây giờ mình ngặt, nhéo, mình làm cho nó lũng ở trong này, uổng. Không nói tới ai cũng làm gì đó. Vững chãi như thế. Ví dụ người ta nói chết rồi, ta cái chỗ cho này không đúng rồi, giả mạo không à, thì cũng đâu có sao. Cái người nhận ta làm bậy ta phải chịu. Nhưng mình nghe cái câu đó để làm chi? Mai mốt thận trọng hơn, mai mốt xem xét lại kỹ hơn, để cho cái tam tư của mình á, nó có cái chiều sâu hơn thôi. Chứ không phải ta vừa nói xong hối hận liền. Không có chuyện đó. Và cái thứ ba, sau khi gọi là tư hậu, sau khi làm xong rồi, mình nhớ nghĩ lại, bây giờ trong cái khu vườn nội tâm của mình, mình đã gieo trồng những hạt giống tốt. Thì những cái
cỏ quan dại đó một ngày nó sẽ suy yếu. Và như vậy trong một cái kiếp người này chúng ta hoàn thiện được cái điều gì tốt đẹp nhất cho mình thì đều tốt cho mình cả. Bởi vì chúng ta đây đó phải chở trên vai cái gánh nặng đi trong đường luân hồi, đó là cái gánh nặng của cái chuyện sai trái trong cuộc đời của chúng ta, đó là những cái pháp quế nhiễm trong tâm mà chúng ta đã vi phạm trong nhiều đời nhiều kiếp, kể cả cái kiếp này, nó là cái gánh nặng. Chúng ta hãy đặt nó nhẹ xuống. Còn khi chúng ta chỉ trích người khác, chúng ta không hài lòng về người khác, thì chúng ta lại chất thêm cái gánh nặng trên vai của mình, rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên chúng ta không làm điều đó. Tam tư chúng ta chỉ đi vào cái con đường nhân quả, và chúng ta gieo được cái nhân lành, chúng ta hoan hỷ với cái nhân lành. Thì người làm như thế là do cái thiện trí nó phát sanh lên thì đây mới làm được. Còn thiện trí không phát sanh không làm được. Cho nên là cái phần của thứ năm này đó là có cái thiện trí nơi tâm tư, thì cái tâm tư nó mới tốt. Và khi tâm tư tốt như vậy là nó sẽ trổ được 16 quả, 8 cái quả hữu nhân và 8 quả vô nhân đây. 8 quả thiện hữu nhân và 8 quả thiện vô nhân là 16 quả. Và mỗi ngày đó chúng ta gieo cái nhân lành bằng nhiều cách, nhiều cách, nhiều kiểu, nhiều hình thức khác nhau. Bây giờ mình làm mệt rồi, mình ngồi mình nghỉ xả hơi, thì đầu tiên mình nói mình thư giãn. Mình thấy mình đang thư giãn, cái thư giãn nhanh nhất là chúng ta sẽ để hơi thở ra vô. Và như vậy thì chúng ta cũng biết rõ rằng chúng ta đang làm cho pháp thiện và thiện trí đang khởi sanh lên. Chứ đâu phải chỉ có tiền để làm từ thiện mới có, đâu phải đi giúp đỡ người ta mới có. Nhưng mà mình đâu có đủ phước mà có thể là hành thiền 24/24 được. Cho nên mình phước huệ song tu. Do đó hãy gặp cái điều gì tốt mà cái tâm mình có thể khởi lên điều tốt thì hãy để cho nó khởi lên. Thì cái đó là chúng ta đang làm giàu cho cái đời sống nội tâm của mình. Còn nếu mình không có bám trụ vào cái này thì chúng ta đang làm nghèo nàn cằn cỗi một cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta để ý thế này, khi những cái người mà họ bị những cái hoàn cảnh làm cho họ điêu đứng, hoặc là từ bên trong cái thân thể của họ bệnh tật làm cho họ điêu đứng, thì quý vị thấy có hai cái phản ứng của họ. Cái phản ứng thứ nhất là họ bắt đầu đó, họ cảm thấy chán nản, và cái nặng nhất của họ là đi vào trầm cảm. Và cái thứ hai nó làm cho họ biến chất. Con đường thứ hai là biến chất, họ có thể dữ dằn hơn, hung hãn hơn, và họ có thể là lưu manh xảo trá hơn. Hai cái phản ứng này đều đưa tới sự đau khổ, đưa tới những cái quế nghiệm nó chồng chất lên không ích lợi gì cả. Thành ra khi mình có bệnh ở trong thân của mình, hoặc là cái hoàn cảnh nó vùi dập mình qua, hãy nghĩ tới cái chuyện làm điều thiện. Cái điều thiện thứ nhất là hãy thương lấy mình. Là hãy làm cho cái suy nghĩ của mình phải bám vào sự tích cực. Cái sự tích cực mà ta nói với ta đây đó, mình có phước sinh được làm người, mình có phước ở cái tuổi này còn sống được. Dẫu mình là tuổi 15, dẫu mình tuổi 17, dẫu là tuổi 40, 50, 60, có phước còn sống được. Và cái phước còn thấy cái hoại trong cái thân thể mình là bệnh tật, thấy biết vậy tốt. Thấy biết mình đang bị hoàn cảnh vùi dập mình, biết đây là quả xấu của mình, và hãy hướng về cái điều thiện. Hãy nói với mình thấy rõ rồi, biết rõ rồi. Nói với mình không dám tái phạm. Nói với mình tất cả những gì mà hoàn cảnh đang tấn công mình đây
mình không có lặp lại điều này với bất cứ ai cả. Đó là thiện trí đang khởi sanh lên trong ta. Và mình nguyện còn một cái hơi thở sau cùng của mình á, thì cũng đi vào cái pháp thiện. Dẫu cho chân tay không còn làm gì được nữa đó, chỉ thấy cái hơi thở mình ra vô cũng là điều thiện. Thấy như thế để chỉ có cái chân lý trong cái đời mình là thiện và thiện trí mà thôi, không có cái gì quý hơn cái đó. Chúng ta đây có hướng về tam bảo đó, thì Phật bảo là trí tuệ, pháp bảo là trí tuệ, tăng bảo cũng là trí tuệ, là cái đỉnh cao. Còn con đường đưa đến cái trí tuệ của tăng bảo cũng là con đường thiện và thiện trí mà thôi, không có sai khác gì cả. Tam bảo với chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu vậy, để cho khi mà cái lộ ý nó khởi sanh lên á, chúng ta làm điều thiện thì chúng ta phải tập có cái tâm tư đầy đủ. Khi mà có cái tâm tư đây, chúng ta trước khi làm điều gì suy nghĩ rõ về nhân quả, trong khi làm, sau khi làm đều suy nghĩ, thì nơi cái lộ ý này cái thiện trí sẽ khởi sanh. Cái thứ sáu gọi là ru chi giá. Ru chi giá đây là nói về cái sở hữu hỷ. Sở hữu hỷ khi mà nó phát sanh lên trong tâm chúng ta thì nó làm cho cái trong cái suy nghĩ chúng ta nó có sự vui vẻ, nó có sự hưng phấn, nó có sự tích cực, nó có sự lạc quan, nhưng mà nó an vui nhẹ nhàng thì cái đó nó gọi là thiện hỷ. Bây giờ sở hữu hỷ khởi sanh lên nhưng vui quá là vui. Vui cho đến nỗi đó là muốn là cong kênh người này lên, cười hả hả bá dai bá cổ này, thỏa thích. Thì trong cái hỷ đó nó có sự kích động, thì đó là tham hỷ đang khởi sanh trong ta. Như vậy sở hữu hỷ khởi sanh lên làm phát sanh lộ ý. Lộ ý này có thể thiện hỷ, lộ ý này có thể tham hỷ. Vậy đối với cái hỷ thì chúng ta sẽ thấy nó có hai cái đấy. Cái này mỗi khi mà chúng ta có cái điều vui đó, hãy quan sát trong tâm của mình. Chính ra mình mắc lừa với chính mình nhiều nhất ở cái chỗ chữ hỷ này đây. Và trong cái đời sống đó, ai cũng có cái khuynh hướng là hưởng cái hỷ lạc hết. Trăm người giống nhau, không có sai sót một ai. Nhưng trong 100 người đó, 100% đó, mà cái người thấy được cái thiện hỷ và thấy được cái tham hỷ thì là đa số không có nhận. Và cái này nó không có trong sách vở. Cái nào mà khi cái hỷ lạc nó khởi lên đó, chúng ta có thể đọc được cái bản thông điệp này. Và nhiều lần sư cô nói nó kích thích, nó kích thích. Và đặc biệt đó là nó luôn luôn nó muốn tái hưởng thụ. Đó là hai cái điểm chính trong cái tham hỷ của chúng ta. Nếu mình không để ý được cái điều này đó thì mình cứ thấy hỷ lạc là hài lòng, chưa phải đâu, nó đi hai con đường. Ở đây cực kỳ vi tế. Quý vị thấy cô dâu chú rể trong ngày cưới mà cười hoài đó, đừng có tưởng là thiện hỷ đâu, nó là tham hỷ đó. Tại sao vậy? Tại vì thấy cái đối tượng này giờ đây thuộc về mình rồi, chắc chắn là thuộc về mình rồi. Cái món quà này nó ở trong tay mình rồi. Và như vậy ngày tiếp ngày cái gì mà vừa ý hài lòng đó là mình đã thuộc về mình, sở hữu được rồi. Cái sự sở hữu đó nằm trong tâm thần, cho nên nó cười hoài vì nó đạt được cái ước muốn của mình. Trong cái bàn tiệc nói cười rơm rã vui vẻ nhau, ăn cũng thấy ngon, uống cũng thấy ngon, tất cả đều là hỷ thàng, hỷ thiện không có cái đó. Có người nói đó, đến đợi mất kiểm soát luôn, tức là nói và không cần người ta nghe. Ai muốn nghĩ sao cũng được, miễn mình nói là được.
Bởi vì để ý trong những cái buổi tiệc có những người họ sai nói, tại vì họ vui quá. Và cái vui đó là hỷ tham, cho nên mất kiểm soát. Và nó đẩy cho người ta cứ đi tới thôi. Cho nên người ta uống rượu, người ta hay khích nhau để uống. Khích nhau để uống. Và khi mà người ta khích nhau để uống, nó uống càng lúc càng nhiều vậy đó, thì cái hỷ tham nó khởi sanh lên. Và như vậy đó sẽ đi kèm theo cái gì quý vị biết không? Đi kèm theo cái ngu. Người ta khích nhau để uống cho nhiều. Và uống như vậy đó mới là gọi là không sai không về. Không sai thì không có tình đối với nhau, nhưng mà tình đó nó rớt xuống sình. Nó làm cho người ta mê muội hẳn đi. Thì cái đó là cái hỷ tham. Và cái người mà nó bị khích đó, nó làm như vậy đó, chúng ta thấy nó nằm trong cái điểm nào của cái vi diệu pháp đây? Nó nằm trong cái ngã mạn. Nó bị kích thích lên. Người ta cảm thấy người ta bay bổng lên. Người ta muốn nói cái gì, muốn làm cái gì cũng được, phải tỏ ra. Vì có khi người ta không có thành công lớn trong đời. Và bây giờ trên cái bàn tiệc này uống không sai là chiến thắng. Để cho cái ngã của mình đó, nó được thỏa mãn. Và như vậy cái ngu nó sẽ theo cái ngã đó mà nó đi tới. Và cái si nó cũng từ đó mà nó nặng nề thêm. Cho nên uống rồi ngã tới ngã lui, cởi quần cởi áo dắt trên mình, vừa đi vừa ngã nghiêng. Kinh khủng. Và ông thấy đó là hỷ tham. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những cái chúng sinh nào rơi vào nghiện, bất cứ nghiện cái gì cũng đều là thọ hưởng hỷ lạc, nằm trong hỷ lạc tham, không đi ra khỏi chỗ nghiện bất cứ cái gì. Người ta dính vào trong đó, dính không có thể tách ra được. Vì bản chất của tham là dính chặt vào, không tách ra. Và như vậy nó sẽ đi trong nhiều đời nhiều kiếp, không phải một kiếp đâu. Đừng có tưởng là cái kiếp này mình nghiện là chết rồi đời sau không có. Không. Vì nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái hỷ lạc. Và cái hỷ lạc này là cái khuynh hướng của tất cả chúng sinh trong cõi dục đều trôi về chỗ đó. Vì chúng ta đây có tái sanh làm ma, làm quỷ, làm súc sanh, Atula gì nữa, nó cũng đi vào cái con đường hỷ lạc mà thôi. Cho nên nó sẽ trôi đi trong rất là nhiều kiếp. Cho nên khi mà mình không có biết thiểu dục, không có kiểm soát được tất cả sự thụ hưởng của mình, mà mình để cho mình hình thành một cái thói quen mà thụ hưởng như vậy, cung phụng cái sự thụ hưởng những cảm thọ hỷ lạc này, thì phải coi chừng. Chúng ta sẽ chết đuối trong cái chỗ đó. Chúng ta sẽ gây ác nghiệp nằm trong chỗ đó. Đây là quý vị để ý nha. Quý vị thấy có những người đó, người ta làm giàu rất là dễ dàng. Và bây giờ đó người ta cả ngày có thể không ăn, người ta có cái gì đó uống một chút, hoặc là ăn một trái chuối rồi cái gì đó, người ta say sưa làm gì mà ta vui lắm. Bởi vì họ làm đâu là tiền nhiều đến đó, tiền nhiều đến đó, làm gì quá dễ cho nên là không buông ra. Thì cái đó nó cũng thuộc về cái hỷ tham. Và ta cuốn mình trong cái chỗ đó. Đến khi mà nó ngã xuống bệnh rồi đó, người ta vẫn chưa có chịu dừng lại. Và tất cả những người nghiện, trong đó có người nghiện tiền á, thì nó cũng y với nhau, là bởi vì cái sự hỷ lạc này làm cho họ quên tất cả những cái sự mệt mỏi trong cơ thể. Nó là một cái sức hút của ma quỷ ở trong tâm chúng ta. Vì nó là tham hỷ chắc chắn 100%, nó là ma quỷ trong tâm. Cho nên nó có thể làm điều ác để cung phụng cái hỷ lạc của nó. Nó có thể là điên cuồng ngu muội để nó phục vụ cho hỷ lạc của nó. Thành ra khi nó khởi sanh lên nơi cái lỗi ý này là thiện hỷ hay là tham hỷ, chúng ta phải kiểm tra lại. Và chỉ có mình mới kiểm tra được, ngoài ra không ai kiểm tra.
Và sư cô đã chỉ hai cái mấu chốt. Cái mấu chốt thứ nhất là nó luôn luôn kích thích. Có những người ta, người ta vui đến nỗi giống như muốn rồ dại đi. Và tất cả nó đều sai sự hết. Từ già tới trẻ, tham hỷ này đều cuốn hút hết. Kể cả cái người sắp chết cũng bị hỷ lạc này cuốn đi. Cái lực của nó khủng khiếp lắm. Và chúng ta còn ngày nào còn ở trong cõi dục, đừng nghĩ rằng mình thoát ra. Cái điều tốt nhất là hãy trông thấy, hãy kiểm soát nó. Và hãy hỏi rằng mình sẽ đẩy cái sự thọ hưởng dục lạc mình đi đến đâu. Hãy nói với mình như vậy để chúng ta biết một cái điểm dừng. Bao giờ chúng ta biết điểm dừng thì chúng ta sẽ còn cái thân của một con người. Ngày nào chúng ta không biết cái điểm dừng thì chúng ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Quỷ dữ đó là cái dục tham. Quỷ dữ đó là hỷ lạc trong cái tâm tham. Nó đang khởi sanh trong tâm chúng ta và nó cuốn hút chúng ta. Chúng ta tới phần số 7 là Akhapara Parivitta Khenya. Cái này đó là nó có nghĩa là mình, do mình dựa vào cái sự suy nghiệm của mình, tức là do cái kinh nghiệm mình suy nghĩ trên những cái kinh nghiệm đó, rồi là mình mới đưa ra những cái phán đoán hoặc một cái kết luận, hay là hoặc là mình đưa ra một cái nhận định, thì cái đó nó cũng sẽ hình thành một cái lộ ý. Thì tất cả những cái gì mà nó gọi là cái kinh nghiệm để mà mình suy nghiệm ra đó, thì cái thực ra nói về chi pháp đó, nó cũng nằm trong cái sở hữu tưởng mà thôi. Vậy cái số 7 này nó là sở hữu tầm và sở hữu tưởng hai cái. Bởi vì chữ tầm nó có nghĩa là suy nghĩ, nó tìm đến, nó nằm trong cái suy nghĩ. Và cái tưởng đó là cái tầm này nó dựa trên cái kinh nghiệm mà sở hữu tưởng nó tích lũy, cho nên cái này là nó hai cái, nó vừa tầm nó vừa tưởng. Đầu tiên đó, cái bước đi của nó trước là tầm, tức là nó suy nghĩ, và nó dựa trên cái nền của cái sở hữu tưởng là nó chứa những cái kinh nghiệm đó, nó lôi những cái kinh nghiệm đó ra và nó dùng cái sự suy nghiệm đó để mà nó khởi lên những cái hoạt động của cái tâm thức, thì nó đi vào trong cái lộ ý. Thí dụ như bây giờ mình làm việc mà do cái việc chuyên môn của mình đã có kinh nghiệm rồi, thì bây giờ khi người ta đưa cái công việc đó tới thì mình biết là việc này làm rồi, bây giờ nó có một cái chút mới mẻ đây, thì mình tựa vào cái kinh nghiệm đó mình biết xử lý cái việc mới này như thế nào để mà nó tốt đẹp. Thành ra trong cái tưởng của mình nó đã chứa những cái kinh nghiệm. Bây giờ đây khi mình người ta giao cái việc này thì mình rút lấy cái kinh nghiệm cũ ra làm để mình ứng dụng trong cái mới mà mình sẽ phải làm đây, mình sẽ cải thiện nó như thế nào, mình sẽ làm ra làm sao để nó đưa đến cái kết quả tốt đẹp cho mình. Thì trong cái đời sống thì chúng ta thường hay dùng những cái suy nghiệm này trong lúc chúng ta làm việc. Như vậy là khi mà cái tưởng chúng ta đúng và cái khả năng lý luận của chúng ta tốt, và nhất là cái khi mà chúng ta liên hệ tới những cái công việc mà chúng ta sẽ phải xử lý ra là sao đây, thì nếu mà chúng ta có một cái sự nối kết đúng đắn, trí chúng ta phát sanh lên, thì cái suy niệm này nó đưa tới một cái phán đoán, đưa tới cái nhận định, và nó đưa tới chúng ta hình thành một cái biện pháp để chúng ta làm việc cho đúng. Thì trong cái đời sống chúng ta sử dụng cái này rất nhiều. Và cái này đó thì trong cái phần mà nó khi nó tạo nên cái lỗ ý đó, thì nơi cái động tác này là cái pháp thiện. Nó là pháp thiện. Và cái thiện này nói về cái pháp thế gian đó, thì cái trí của nó là nó nằm trong cái tưởng đúng. Và cái tầm của nó cũng đi vào trong cái tầm đúng. Thành ra nó tốt đẹp. Cho nên những cái người giỏi á, là những cái người mà sau cái quá trình làm việc của người ta rồi, thì bây giờ khi người ta tiếp nhận một cái công việc gì, dẫu cho nó mới, nó có khó khăn đến đâu đó, thì người ta cũng khéo léo, người ta sử dụng được. Người ta khéo léo, người ta làm cho cái mọi cái việc tưởng như khó khăn thì bây giờ nó trở nên là nó rất là
thiện xảo trong cái việc mình làm. Thành ra người ta gọi cái người đó là thông minh, cái người đó là có cái tay nghề cao, cái người đó là người giỏi. Thì cái giỏi này, cái thông minh này nó nằm trong cái tưởng đúng. Và cái tưởng đúng như vậy thì bao giờ nó cũng chính là tiếp cận với cái phần trí tuệ về tâm linh. Cho nên cái tưởng đúng này nó đưa đến cái pháp thiện. Con đường đó đi là con đường thiện. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 8. Nó gọi là Ditthi Nyayana Khandiya. Cái này là nó thuộc về cái chánh kiến. Khi cái người mà có một cái sự suy nghĩ sâu xa mà nó đúng đắn, nó đi về cái chân lý thuộc về tâm linh, thì cái người đó gọi là cái người có chánh kiến, hay là cái người đó đã khởi sanh được cái sở hữu trí tuệ thuộc về mặt tâm linh. Và cái người này đó sẽ đi con đường đúng về tâm linh. Thì trong chú giải có đưa ra một cái ví dụ đó. Ví dụ đó có nói thế này: tiền thân của Đức Phật là một cái vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ này là thờ lửa. Để chúng ta biết là trong đạo Bà La Môn đó, người ta thờ thần, rất nhiều các vị thần, trong đó có những người thờ cái vị thần lửa. Thì cái vị đạo sĩ mà tiền thân là Đức Phật đây đó là thờ thần lửa. Thì một hôm á, là cái vị đạo sĩ này mới rời cái hang động của mình á, đi xuống cái xóm làng để khất thực một ít muối và một ít giấm. Thì một cái vị thờ thần lửa là bao giờ người ta đi, người ta cũng chu đáo trong cái việc mà người ta giữ gìn cái lửa mà người ta để trong cái hang, người ta đốt trong hang thì giữ gìn. Nhưng mà khi cái vị đạo sĩ này trở về đó thì cái lửa nó tắt ngúm đi. Vị này mới đứng suy nghĩ. Mình thờ một cái vị thần mà tự bản thân cái vị này không gìn giữ được mình thì mình sẽ nương tựa vào cái gì? Lửa không tự bảo vệ được mình thì lửa làm sao có thể bảo vệ những người khác? Thì vị này nhận thấy cái chuyện vô lý đó. Tại sao mình phải thờ lửa như là một cái vị thần hộ mệnh cho mình? Và tất cả đều mình phải đặt cái cuộc đời của mình nương tựa vào trong cái thần lửa này. Tại sao vô lý vậy? Mình đi mình đã lo chu đáo cho lửa rồi. Bây giờ mình đi xuống sớm một chút, mình trở về nó tắt ngúm rồi. Một cái vị mà mình nương tựa thì vị đó tự bản thân phải đứng vững. Vị này đứng không vững. Lửa không tự bảo vệ được mình, lửa làm sao có thể hộ trì cho tất cả những người mà quỳ mọp với thần lửa để thờ đây. Và vì cái chỗ đó, vì cái chánh kiến này mà vị này bỏ cái vấn đề thờ lửa của mình, và sau đó là đi lần tới cái con đường tâm linh. Cái con đường mà sau này thì cái vị đạo sĩ này trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thì đó là gọi là nhờ cái chánh kiến mà ngay chỗ đây đây, tức là cái lỗ ý này, trong cái phần động tác này, thiện trí được khởi sanh ở đây, tức là sở hữu trí tuệ khởi sanh. Lỗ ý này khi phát sanh thì nơi đây thiện trí khởi sanh lại. Cũng như mình quá tin vào cái sự cúng kiến lễ lại, mình nghĩ là mình thành tâm lễ lại, mình thành tâm hành lễ thì mọi chuyện đó là đều thuận theo ý mình, và mình có một cái đức tin như vậy. Nhưng mà thật sự chưa phải là đức tin, mình mê tín như vậy. Đạo Phật không bao giờ nói chúng ta là hãy hành lễ cho nghiêm trang, để lễ lại cho thật lòng thì mọi chuyện tốt đẹp của chúng ta. Đạo Phật không có dạy vậy. Đạo Phật tự dạy chúng ta hãy gieo cái nhân lành và không gieo những cái nhân xấu cho bản thân mình. Còn cái chuyện chúng ta trang nghiêm hành lễ, chúng ta thành tâm đảnh lễ, thì đó là cái phước báu cho bản thân chúng ta. Đó là cái phước chúng ta thành kính, cái phước chúng ta trang nghiêm, và phước chúng ta cung kính với những gì đáng cung kính. Thì đó là cái phước báu để sau này trên đường luân hồi đó, thì do nhờ cái phước này đó mà chúng ta biết lắng nghe những cái bậc trưởng thượng, những cái bậc thiện trí, những cái bậc mà về tâm linh, thì chúng ta biết lắng nghe và chúng ta sử dụng được những điều chúng ta lắng nghe. Cái phước nó nằm ở chỗ đó.
nó không phải là do lễ lại, do hành lễ trang nghiêm, do chúng ta thành tâm mà chúng ta đây đó là có thể là thay đổi được hết cuộc đời chúng ta. Không phải, đó là phước báo thôi. Bây giờ tới số 9, gọi là nha nhá kama ba lê nhá. Cái này đó là do cái sức mạnh của cái nghiệp, tức là cái lúc cận tử đó, này chúng ta đã học rồi. Thì lúc cận tử đó là cái tâm của cái chúng sinh trong cái giờ cận tử đó, nó sẽ bắt ba cái cảnh và lúc cận tử nghiệp. Thứ nhất là cảnh nghiệp. Cái thứ hai là cảnh nghiệp tướng. Và cái thứ ba là cảnh thú tướng. Ai trước khi sắp chết cũng đều phải bắt một trong ba cảnh này. Không phải bắt một lần ba cái mà chỉ có một cái rồi mới chết. Cái thứ nhất là bắt cái cảnh nghiệp, tức là những gì mình đã tạo tác, nay mình thấy lại y như mình đang làm như vậy. Thì cái lúc mình đang tạo cái nghiệp đó là mình sẽ ra đi trong lúc đó. Cái thứ hai nữa là mình thấy những cái gì có liên quan tới nghiệp đã tạo. Những cái liên quan đó, thì nhìn thấy cái này cũng giống như mình đang tạo nghiệp vậy, thì ra đi với cái nghiệp tướng này. Nghiệp tướng này là những cái dấu hiệu có liên quan đến nghiệp mà mình đã từng tạo ra. Cái thứ ba là thú tướng. Thú đây là sanh thú, tức là cái cõi mình sẽ đi tái sanh. Cái trước giờ ra đi đó, mình thấy được cái chỗ mà mình sắp đến. Ví dụ có những người ta giữ giới, ta làm phước tốt đẹp nhân dân, thì cái giờ ra đi đó người ta thấy là chư thiên đến rước. Chuyện này là có. Thường thường những người mà thấy chư thiên đến rước đó, thì bao giờ cái ngôi nhà của người ta đó, cái giờ ta ra đi thì nó có hào quang, nó phát ra cái hào quang, thì được chư thiên đón rước. Người ta thấy vậy. Còn thí dụ như những người mà người ta có một cái nghiệp nó không tốt, thì cái giờ ra đi đó thì thường thường người ta bị hoảng loạn. Thì người ta thấy những cái cảnh xấu nó đang xuất hiện. Cái này giảng nhiều rồi, không có giảng lại nữa. Thì sẵn đây thì sư cô cũng nói cái này là khi mà mình đến mình thăm cái người hấp hối, mà mình đến mình tụng kinh hay là hoặc là cái người nhà mình đi, nói người nhà mình đi chứ không được nói người khác. Ví dụ như cái người đó nằm á, cái đầu của người ta gối lên đây, đúng là đó, cái giường người ta nằm cái đầu tôi gối lên đây. Bây giờ cái người thân của mình hấp hối á, thì đừng bao giờ đứng ở dưới giường, bao giờ cũng đứng hai bên, đứng hai bên. Rồi bởi vì khi mà cái phước của người này không đủ thì tất cả những cái quế trượng nó sẽ đi cái đường này, cho nên mình tránh. Còn cái khi mà cái gì tốt đẹp đó, nó sẽ đi từ cái vùng đầu đi, mình chỉ đứng hai bên và mình tránh đụng chạm vào thân thể người này. Vì khi mình đụng chạm đó, mình đụng tuy là rất nhẹ nhưng người ta cảm thấy rất là khó chịu. Cảm thấy rất là khó chịu. Vì nó kinh động. Do cái lúc đó cái dòng tâm thức người ta rất là yếu ớt, yếu lắm. Cho nên khi mà mình có một cái đụng chạm vào trong cái thân thể người ta, nó làm cho người ta giống như là chới với vậy. Rồi cái người ta bị một cái trạng thái nó giống như nó hụt hẫng vậy đó, thì không tốt. Cho nên là chúng ta chỉ đứng yên niệm Phật cũng tốt, đừng khóc lóc và hiểu rằng là tới giờ đi là phải cái người mà đứng ở đây nè tỉnh táo sáng suốt chừng nào thì cái người ra đi này có thêm năng lượng lành. Còn nếu người này phiền não trong tâm thì đây là cái gánh nặng cho người ra đi. Cho nên thà chúng ta không có ai còn hơn có những người rất là đông đảo nhưng mà làm thành một cái gánh nặng, khiến cho đó cái giờ ra đi phải rơi xuống các cảnh khổ. Rất là dễ làm ma, bởi vì nó sẽ hóa sanh trong một giây đồng, một sát na. Khi mà nó vừa
cái tử nó vừa kết thúc á là nó sẽ hóa sanh làm ma đi ở tại chỗ này. Ra là chúng ta phải cẩn thận này. Để bản thân mình bây giờ mình còn khỏe mạnh đây, hãy tập, chúng ta hãy tập tập thấy cái hơi thở của mình bao nhiêu đó thôi. Bởi vì cho đến kỳ cùng không ai có thể thân thiết với chúng ta bằng hơi thở của mình. Không ai người ta đi với mình đâu. Nắm mồ thì riêng mỗi người một nắm. Còn hơi thở thì người ta còn thân ái với mình, nhưng mình chấm dứt cái hơi thở thì người ta sợ hãi và khủng hoảng. Cái đó là bình thường, không có trách ai cả, ai cũng vậy. Vì cái tử thi là một cái khí cố ập, nó sẽ rút cái khí dương, nó làm cho cái người này suy sụp xuống và cái sự sợ hãi nó phát sinh ra. Cho nên người ta thấy một cái thây ma, người ta sợ hãi là đương nhiên, không có thể trách ai. Mình hiểu vậy để làm gì? Để mình ra đi với hơi thở của chính mình. Khi mình ở trong bụng mẹ cũng nhờ hơi thở mình. Và cái hơi thở này nó chuyên chở sức khỏe của mình, nó chuyên chở cái đời sống nội tâm của mình. Sức khỏe chở theo danh pháp và sắc pháp. Thành ra cái giờ chúng ta ra đi, chúng ta còn có một người duy nhất ở với ta, chính là hơi thở của ta. Và hơi thở của chúng ta sẽ đưa chúng ta tái sanh ở những tầng cấp cao. Và cũng cái hơi thở này nó sẽ đưa chúng ta đi vào con đường. Cho nên là chỉ săn sóc tới hơi thở của mình mà thôi. Cả một cuộc đời cái hơi thở ở với ta, nhưng mà ta rất là thờ ơ với nó. Khi nào chúng ta biết tu tập thì chúng ta biết đọc những cái thông điệp từ trong hơi thở của mình. Và cái việc mà chúng ta đọc cái thông điệp từ trong hơi thở của mình là cực kỳ quý báu. Và khi chúng ta đọc được, chúng ta thấy rõ được, thì đó là thiện trí phát sanh lên. Bởi vì lỗ ý này nó có một cái khả năng là khi những cái động tóc này nó hoạt động đó, mà cái thiện trí của nó mạnh mẽ, nó có thể đưa đến giải thoát. Và nó chỉ nằm trong cái chỗ mà chúng ta quan sát những cái căn bản nó tạo nên cái đời sống chúng ta, là chúng ta quan sát cái hoạt động sắc pháp nơi cái sắc thân của mình như thế nào. Chúng ta thấy rõ cái hoạt động tâm và những cái trạng thái tâm nơi chúng ta ra sao. Nếu giờ ra đi mà chúng ta đây buồn, thì chúng ta thấy mình đang buồn. Và cái lúc mà chúng ta thấy mình đang buồn, chúng ta thấy mình đang bệnh rịnh, mình ra đi trong lúc mình thấy, đó là tuyệt vời. Chứ còn nếu mà nói rằng mình tránh hoàn toàn những cái trạng thái đó thì chưa chắc. Không chắc đâu. Không chắc đâu. Nhưng cái chắc nhất là mình có thể thấy. Vậy vì cái này mình tập được mà. Mình tập mình thấy biết, mình tập mình kiểm soát được tất cả những cái hoạt động thuộc về thân và hoạt động về tâm. Bởi vì mình chỉ thấy biết thôi, mình không can thiệp cái gì hết. Và cái giờ ra đi, mình ra đi trong lúc thấy biết, điều đó có thể làm được. Đừng chờ ai hộ niệm, đừng chờ ai nâng đỡ cả. Chúng ta chỉ có một động tác ngắn ngủi, thấy biết và ra. Cũng như là khi mà chúng ta hành cái thiền nằm á, thì tại cái hồi mà nó buồn ngủ quá, mình nói ngủ. Thì cái giờ mình biết rằng không thể sống được thì mình nói đi. Cũng như khi sáng ngủ dậy mà chúng ta hành thiền một mấy phút đồng hồ đó, mà nó buồn ngủ trở lại thì chúng ta nói tỉnh lại. Và chúng ta ngồi dậy. Đó là những cái cực kỳ nhỏ nhặt, nhưng mà lợi ích của nó lớn vô cùng. Và cái đó, cái tên gọi của nó là sự tỉnh thức. Còn cái chúng ta trông thấy nó là chánh niệm. Và hai cái đó nó sẽ đi với chúng ta trong rất là nhiều kiếp, để đưa chúng ta tới một cái niềm an vui đích thực. Chứ không phải cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái thiện hỷ của đời thường, hoặc nằm trong cái tham hỷ của đời ô uế. Không phải vậy. Bởi vì nó thuộc về cái thiện trí rồi, cho nên nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là sáng suốt. Và cái đó là cái hạnh phúc đích thực khi chúng ta làm cho thiện trí khởi sanh lên.
tới số 10 là nha nhá ít đi ba lê nhá, có nghĩa là thôi miên. Thôi miên đây là một cái ngoại lực, một cái lực bên ngoài mà của con người tác động lên con người. Có những người đó, người ta có một cái năng lượng mạnh, và cái thứ hai nữa, người ta có học, người ta có một cái phương pháp. Cho nên là khi người ta tiếp một cái người, ví dụ như mình giả dụ như đây là một cái bệnh nhân mà bệnh đông tây y đều không có chữa được, thì người ta gọi đây là cái bệnh nghiệp, chứ không phải là cái bệnh do phi nhân xâm nhập vào. Chúng ta nhớ nhé, như có những bệnh đó mà nó thuộc về thân thì thầy thuốc chữa bệnh được. Có những cái bệnh mà thầy thuốc không chữa được bởi vì đó là bệnh nghiệp. Có khi cái bệnh này nó hai thứ, nó vừa là bệnh thân, nó vừa là bệnh nghiệp. Thì cái nào phần thân thì chúng ta chữa phần thân, cái nào nghiệp thì chúng ta chữa về nghiệp. Còn cái mà phi nhân nhập á, thì phải tính theo phi nhân nhập, bởi vì phi nhân nó cũng có thể tác động vào trong cái lậu ý này. Thì khi một cái người mà bị bệnh mà về thuộc về nghiệp đó, thì nó sẽ không có chữa được, mà nó cứ đau như thế. Mà đau ở cái vùng nào nó đau suốt luôn, đau có khi là muốn chết tới nơi luôn mà nó không hết được. Và khi mà đi khám bệnh hay đi cái gì thì người ta nó không có, hoàn toàn nó không có gì. Bất cứ thầy nào đông tây y, bất cứ thầy nào đều không thể tìm ra được, nhưng nó vẫn cứ đau suốt luôn. Thì ta hiểu đó là quả tu nghiệp. Thì thường đó là người ta dùng cái thôi miên. Cái này rồi quý vị đọc cái tài liệu của bác sĩ Ken, cái người này đã chữa mấy ngàn trường hợp rồi. Thì cái người này có cái khả năng đó, khi cái người bệnh nhân vào thì người ta hỏi cái bệnh xong thì người ta biết. Thì xong người ta lên cho một cái chỗ nằm thoáng mát sạch sẽ đàng hoàng, rồi người ta mới nói là hãy ngủ đi, ngủ một cái giấc ngủ cho nó nhẹ nhàng êm ái đi. Rồi tôi chỉ nói như vậy thì thông thường ta nói ba lần là cái người đã ngủ. Thì khi mà cái người này đó là cái nhịp thở của người này đều rồi đó, thì cái người mà thầy thuốc, cái người bác sĩ mà về thôi miên học đó, người ta sẽ nói là hãy trở về cái kiếp nào mà bạn đã cảm thấy đau đớn ở cái vùng cổ này, hoặc là cái vùng lưng này, hoặc là cái vùng ngực này, đau chỗ nào ta sẽ nói. Vì vậy là cái người này sẽ trở về cái tiền kiếp của mình. Người ta sẽ nói, ta thấy cái gì ta nói cái đó, cho đến khi mà nó nói được vì sao nó bị như vậy. Ví dụ như đau ở vùng ngực này, có những người là khi tái sanh lại đó thì nó còn để lại cái dấu vết, cái chỗ đó nó hõm xuống, hoặc cái chỗ đó nó có cái bớt. Thì cái người đó có thể là cái lúc chết nó bị đâm chết, và khi đâm như vậy là con dao nó dính luôn ở trong chỗ đó và người này chết. Thì vậy là dẫu cho có bao nhiêu kiếp nó tái sanh lại thì thỉnh thoảng nó cứ đau ở cái vùng này, nó đau thấy chết đến nè. Thì khi cái người này đó, người ta nghe cái người này nói là trong cái kiếp đó người ta bị cướp tới nhà và người ta kháng cự thì cướp nó đâm nên người ta chết, mà con dao nó còn dính trong mình như vậy. Thì cái vị này sẽ nói chuyện đó xảy ra vào cái năm mấy, và bây giờ hiện tại mình là năm mấy, chuyện đó hết rồi, cho nên cái đau này đó nó chỉ là một cái cảm thọ kéo dài mà thôi, chứ không có gì hết. Thì cái người này đã thấy rõ trong cái tiền kiếp mình chết như vậy. Thì cái người này nó lạ lùng thế này, là nó vừa thấy rõ trong cái tiền kiếp của nó và đồng thời nó có thể nghe được cái người thầy thuốc nó. Tức là cái tâm của nó có thể đi về quá khứ và nó có thể ở trong hiện tại để nó bắt cái lời nói này. Và khi nó thấy rõ, biết rõ vậy thì sau khi mà thôi miên xong á, thì cái người này hết bệnh này. Và cái này hôm trước sư cô cũng có giảng quý vị rằng á, đây là một cái nguyên tắc mà khi mình đọc trong cái tạng kinh đó, trường bộ, trung bộ đó, thì mình đọc trong những cái bài kinh đó, mình thấy cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc mà Đức Phật áp dụng. Luôn luôn hỏi rằng con có biết tại sao con bị như vậy không? Thì chắc chắn là mình không biết, nhưng mà Đức Phật nói lại cái tiền kiếp vì sao vậy.
luôn luôn nó bị trở lại. Hoặc là cái tánh khí mình bây giờ kỳ quặc, ai nói mình cũng không nghe được cả, thì nó là cái sự lặp lại. Mình chỉ có thể thay đổi khi mình biết rất rõ như vậy, thì tự nhiên mình thấy không cần thiết nữa thì nó sẽ đi. Cái này chúng ta có thể khảo sát với lại cái những cái tài liệu mà những người thôi miên học để chữa bệnh. Thì cái này là ở cho các cái nước Tây phương đó, người ta thành công rất lớn. Và cái này chúng ta sẽ khảo sát một lần nữa trong cái kinh điển của chúng ta. Và chúng ta khảo sát trong cái đời sống nội tâm hàng ngày của chúng ta. Khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó mà chúng ta cảm thấy bất an, chúng ta khảo sát trở lại. Nếu cần chúng ta ghi ra và chúng ta hỏi tại sao mình kết luận vậy, tại sao mình làm vậy, tại sao mình ứng xử vậy. Dần dần mình thấy rõ, mình thấy rõ vậy, nó sẽ lặp đi lặp lại. Cái điều đặc biệt trong cái hoạt động thuộc về tâm thức của mình á, là nó luôn luôn lặp đi lặp lại, luôn luôn lặp đi lặp lại. Là vì chúng ta nha, thấy đây trong động tóc đây, nó luôn luôn lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại ít nhất 7 lần trong một cái lộ trình tâm. Và khi để nó hình thành một cái hoạt động của nó đó, thì nó không phải là chỉ có một cái lộ này. Là vì nó tính theo thời gian một giây đồng hồ, 1 phút, 5 phút, 10 phút, 20 phút. Thì chúng ta cứ nhớ một giây đồng hồ 250.000 tỷ cái sát na tâm như thế này, thì chúng ta sẽ hiểu nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì khi cái quả trổ xanh trong tâm chúng ta, nó sẽ lặp đi lặp lại. Bây giờ chúng ta chỉ có một cái động tác là chúng ta thấy nó lặp đi lặp lại, và chúng ta sẽ hiểu tại sao. Và khi chúng ta hiểu được vậy, chúng ta có thể làm cho hòa diệu ở trong tâm của mình. Mình có thể nói với mình, tại sao phải nghĩ như vậy tiếp theo? Tại sao phải làm như vậy tiếp theo? Mình làm khổ người ta hay chính mình làm khổ chính mình, nói đi. Và chúng ta luôn luôn nói chuyện ở trong tâm của mình. Chúng ta không để nó trở thành độc thoại và độc tài trong tâm của chúng ta, mà chúng ta mở một cuộc đối thoại. Và cái cuộc đối thoại này... chính là hai cái dòng nghiệp này đây. Khi mà cái pháp bất thiện nó khởi lên, nó sẽ nói. Nó sẽ nói. Và nó đẩy cho cái tâm chúng ta đây. Và khi nó nói như thế này, thì đây nó sẽ đẩy lên. Nó sẽ chiếm lĩnh trong cái đời sống nội tâm. Còn khi mà chúng ta bắt đầu một cái cuộc đối thoại đó, thì nơi đây, trong cái nội tâm chúng ta nó sẽ khởi lên. Nhưng mà đồng thời đó, những cái pháp thiện và thiện trí chúng ta có cuộc đối thoại. Cho nên á, cô mới nói vậy. Khi mà cái trí tuệ chúng ta nó khởi sanh á, là nó có ba cách. Nó là trí văn, trí tư và trí tu. Thì nói cái kho này nè. Lúc mà cái phân đoán này nó khởi lên á, mà nó gắn liền trong cái hộ kiếp, phân đoán này nó gắn liền trong cái hộ kiếp đây, nó gắn liền vào đây. Và chúng ta nhớ hộ kiếp chúng ta nhìn đây, nó theo cái tục sinh, nó tục sinh, chúng ta nói tục sinh đây, ví dụ giờ mình tục sinh bằng một cái tâm hợp trí thì nó có 37, nó có tất cả là 37 cái sở hữu tâm. Thì trong 37 sở hữu tâm này, chắc chắn nó có 7 cái sở hữu biến hành. Đó là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Thì tưởng làm cái kho chứa. Thì khi mà chúng ta đây đó, có cái giáo pháp tri văn, chúng ta đây có cái kinh nghiệm ứng dụng, chúng ta đây có cái hành trì để thấy rõ, thì tất cả những cái này chúng ta gọi chung nó là thiện trí ở ba cấp độ. Như vậy thiện trí này sẽ nói chuyện với lại cái dòng nghiệp xấu nó đang dục dã trên trong tâm. Đó là tham dục,
đó là sân hận đang hành hạ trong tâm chúng ta. Và chúng ta dùng cái thiện trí này để nói chuyện. Nếu chúng ta đây không có giáo pháp đến bằng trí văn, chúng ta không có kinh nghiệm ứng dụng bằng trí tư, chúng ta không hành trì để thấy biết, thì cái tiếng nói của chúng ta với nó yếu ớt. Và cái này nhiều lần sư cô có nói thế này, mình biết hết nhưng mà khi mình áp dụng mình cảm thấy khó khăn, vì cái lực của pháp bất thiện này nó quá mạnh, mình tấn công xuống nó tấn công trở lên, nó tấn công nó cứ như thế, nó sẽ có một cái cuộc đối thoại. Cho nên cái sinh hoạt trong cái đời sống nội tâm chúng ta nên tạo một cái cuộc đối thoại. Còn nếu không, chúng ta sẽ thấy rõ này, cái sự độc thoại trong tâm chúng ta luôn luôn nó khởi lên. Và chúng ta đây đó bị nó chi phối, và chúng ta hành động theo cái sự dục giả này. Từ đây đi, một phần lớn những cái dục giả này nó nằm ở đây. Xin lỗi sư cô, phải nói một chuyện không hay. Có câu chuyện xảy ra đã lâu rồi. Cái người này là thầy giáo và có uy tín, sau đó mới làm ở phòng giáo dục. Thì cái chuyện xảy ra thế này, cái người thầy giáo đàng hoàng tử tế đó, có tư cách đó, lên làm phòng giáo dục, người ta rất là quý mến đó, rất là tốt đó, phạm vào cái tội hãm hiếp một cái đứa nhỏ. Thì khi người ta bắt ra thì cái người này cực kỳ đau khổ và xấu hổ lắm. Thì người ta mới hỏi tại sao một cái người mà coi như là người ta khen tặng là một cái nhà giáo, tại sao làm điều đó. Thì người này khai sự thật là tại vì khi mà đi trực ở trong cái phòng giáo dục đó, không có cái việc gì làm một mình, cho nên mới mở cái phim sách ra. Và trong cái thú tính con người nó trỗi lên, và trong cái điều kiện vắng vẻ đó thì còn đủ sức để mà có thể là coi như uy hiếp ai thì uy hiếp người đó, để cho cái dục vọng này nó được đáp ứng. Tôi thấy nó trở vô không? Bản thân mỗi một con người nó đều có cái bản năng sinh tồn trong vấn đề giao phối. Thì bây giờ đó nó kích thích cái này, nó làm cho mê muội, và tất cả những cái phát triển này nó đều ra đi hết, thiện và thiện trí nó ra đi hết. Thì chừng đó nó chỉ có cái mà thấp hèn nhất của con người nó khởi lên, và nó đã trở thành ma quỷ. Và đừng bao giờ chúng ta nói là cái ông thầy giáo đó phạm còn mình không có phạm. Vì quy luật hoạt động của nó luôn luôn nó là như vậy, mà chúng ta đây không có đủ cái năng lực, năng lượng lành trong cái trí văn, trí tư và trí tu, thì chúng ta đây phải thất bại. Đừng bao giờ nói rằng là chúng ta sẽ không có vi phạm một cái gì trong cái vấn đề mà cái sự phát sanh của những cái quế nhiễm trong tâm chúng ta mà chúng ta không phạm. Không bao giờ dám nói như vậy. Một cái lửa chút xíu vậy thôi nó có thể đốt cháy một cái căn. Thì những cái pháp bất thiện của chúng ta cũng như vậy, nó sẽ trở sanh lên. Thì như vậy đó, chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc của nó để chi? Để chúng ta luôn luôn để trao dồi cái trí văn, trí tư và trí tu. Để khi mà trong cái kho tàng, bởi vì chúng ta biết là cái dòng hộ kiếp của chúng ta đó luôn luôn sinh diệt, thì tất cả những cái dòng nghiệp quá khứ thiện như bất thiện luôn luôn khởi sanh lên. Và như vậy trong cái hiện kiếp này, khi cái cảnh mới nó chiếu vào đó, thì nó sẽ kết hợp trong đây. Thì cái sở hữu tưởng này nó sẽ tiếp nhận cái mới. Thành ra trí văn có ích lợi của trí văn, trí tư có ích lợi của trí tư, và trí tu có ích lợi của trí tu. Ba cái này phối hợp trong cái tâm chúng ta, nó sẽ trở thành một cái năng lượng lành. Dùng chữ năng lượng là bởi vì khi nó khởi sanh lên đó, nó sẽ coi như nó đi bằng một cái lực riêng của nó. Cái lực đó nó gọi là cái năng lượng lành và cái năng lượng không lành.
năng lượng xấu và năng lượng tốt. Và cái khuynh hướng của chúng ta đó, cái năng lượng xấu rất mạnh. Là bởi vì hàng ngày đó, cái sự chánh niệm của chúng ta ít hơn là sự thất niệm. Thành ra những cái năng lượng lầm của chúng ta có là yếu. Nếu mình không tu bổ bằng tri văn, tri tư, tri tu, nó càng yếu nữa. Thì làm sao mình có thể là đối thoại được? Làm sao mà khi đụng cảnh á, mà cái năng lượng lầm của mình á, nó có thể chiếm lĩnh được ở trong tâm tư? Chúng ta hãy khảo sát mình và chúng ta sẽ biết rằng cái năng lượng nào nó mình mạnh nhất, nhất là khi đụng cảnh. Chúng ta khảo sát nó khi đụng cảnh, mặc dù đụng cảnh mình nó thua rồi, nhưng mình vẫn khảo sát trở lại. Vì sao mình thất bại? Quý vị thấy không? Ví dụ như một người nghiện cà phê, một người nghiện thuốc lá thôi. Khi người ta bỏ cà phê, bỏ thuốc lá, quý vị sẽ thấy nó đấu tranh là đẹp. Và khi người ta muốn thành công đó, người ta phải có một cái năng lượng lành rất mạnh. Cái năng lượng này nó đòi hỏi hai lực. Cái lực thứ nhất nằm trong trí. Cái lực thứ hai nó nằm trong cái tình thương, mà nó gọi là cái từ bi. Bởi vì cái tình thương mà nó nằm trong cái tham dục đó thì nó không được gọi là từ bi, mà nó gọi là tham luyến. Còn nó từ bi là nó luôn luôn nó có một cái trí tuệ sáng suốt. Thành ra con người ta nó có một cái nhu cầu về tình thương, nhu cầu tiếp nhận tình thương và cái nhu cầu ban phát cái tình thương. Nhưng nó có gợt một chút xíu đó, là cái tình thương này nó thuộc về luyến ái hay tình thương này thuộc về từ bi. Và hai cái này nó khác nhau trong cái xích chất thôi. Cái xích chất đó là nếu nó có trí tuệ thì được gọi là từ bi, mà khi nó mê mờ thì được gọi là tham luyến. Và trong đời sống chúng ta rất khó phân biệt cái điều này. Cái năng lượng lành chúng ta nó phải có cái điều kiện là nó vừa có trí, nó vừa có cái tình thương ở bên trong. Tình thương nó phụ thuộc. Thì đây là cái câu chuyện có thật. Tôi nhớ cũng đã có giảng cái lớp này rồi, mà trong cái trường hợp này thì lặp lại thôi. Là có một cái người đó nó muốn bỏ thuốc lâu rồi, nó bỏ không được. Bỏ một thời gian rồi khi hút lại nó còn hút nhiều hơn. Mà xin hỏi tại sao mình bỏ được rồi mà sao lại cái lúc hút lại nó lại hút nhiều hơn? Vì như thế này là khi mình bỏ một cái thói quen nghiện của mình á, mình luôn luôn tạo áp lực cho nó. Nhất định phải bỏ, phải bỏ, nhất định phải bỏ, giá nào cũng phải chiến thắng. Mình tạo thành cái áp lực thì nó bỏ. Nhưng mà rồi khi mà nó có cái cơ hội đó, anh em người ta mời quá rồi, không để tình vậy thôi, hút có chút xíu rồi để xuống chứ không hút hết điếu thuốc. Nhưng mà khi trở lại trở lại, bởi vì sao? Trước là nó bị cái áp lực đó, bị dồn, nó làm cho cái niềm khao khát nó càng cháy bỏng ở bên trong. Cho nên khi có điều kiện á thì nó đòi hỏi sự thỏa mãn. Đây là bản chất của tham dục. Nếu mình không hiểu cái điều này đó, mình khó mà kiềm chế mình. Cho nên mình đã bỏ đói nó. Bây giờ nó đã ăn thì nó ăn tận phận hơn cái lúc mà nó được ăn hàng ngày. Cho nên chỉ có thể xóa sạch cho nó bằng ba cái trí này, hoặc là bằng một cái năng lượng từ bi. Từ bi nó dẫn đến thì cái người này bỏ thuốc nhiều là không được. Cũng hôm đi đi làm về thì cái cậu con trai đâu chừng 5-6 tuổi rồi, nó chạy đó, ba giờ chạy đó. Nó ôm cổ ba, kéo đầu ba, nó khóc, nước mắt nó ướt ở trên cái má của bạn. Nói ba ơi đừng chết, ba thương con, ba sống như con, ba đừng chết. Thì ông rất là ngạc nhiên. Ông hỏi ba sống đây, ba có chết đâu mà tại sao con nói như vậy? Nó nói không, ba chết, ba bỏ con. Thì ông hỏi tại sao ba chết, ba bỏ con? Nó nói con vừa coi tivi, người ta nói rằng hút thuốc đó là sẽ chết rất là sớm.
Cho nên là ba hút quá nhiều, con biết là ba chết, ba bỏ con, ba đừng có bỏ con. Nó càng nói nó càng khóc dữ. Thì ông ôm nó lên, ông rớt nước mắt. Ông nói không, ba ở với con, ba nhất định ba sống với con. Thì đó là ông mới bắt đầu ông suy nghĩ. Mình làm cái điều mà mình nghĩ rằng đứa con 5 tuổi của mình nó không biết. Nhưng vì nó thương mình quá nhiều mà nó khóc, nó nói như vậy. Bây giờ mình sao? Thì ổng vì cái tình thương đó, nó đánh động ở trong tâm. Mà đã nhiều lần muốn bỏ, đã thấy cái sai rồi, cho nên bây giờ cương quyết bỏ dần. Cái năng lượng nó mạnh mẽ trong tâm thì nó mới thoát ra được. Còn không là nó không thoát ra. Bây giờ chúng ta nói cái này chút xíu thôi, để làm sao chúng ta tiếp. Là cái số 11, có nói là Deva Thoba Samharava Se Nhá. Cái chữ Deva đây có nghĩa là chư thiên, tức là cái lực của chư thiên tác động vào, hoặc cái lực của ác ma tác động vào, hoặc cái lực của phi nhân tác động vào. Thì cái này nó phân ra làm nhiều chủng loại. Và trong cái thời đại bây giờ thì mình nói là bùa ngải cũng xen vào. Bởi vì tất cả những cái bùa ngải nó đều sử dụng phi nhân. Thì đây là cả một cái dạng như thế này. Tức là ảnh hưởng của những chúng sinh trong cõi khác tác động vào. Cái này đó, chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ thấy đây là một cái sự thật, là các cái nhà ngoại cảm khi mà, tức là họ tiếp cận cái vong đó, họ có nhiều cách để tiếp cận. Nói nha, có nhiều cách để họ tiếp nhận, nhưng có một cái cách tiếp nhận đó là những cái vong nó quá mạnh. Khi nó quá mạnh đó, thì người này không có chuyển động để mà tiếp chuyện với vong, mà vong nó sẽ mượn luôn cái thân của cái nhà ngoại cảm này, gọi là mượn xác. Và khi nó mượn xác như vậy đó, thì cái người này nó đổi giọng, nó đổi cái điệu bộ cử chỉ cho nó phù hợp với cái vong mà nó mượn. Mình không nói cái chuyện lên đồng, bởi vì chuyện lên đồng nó có khi nó không đúng. Nhưng mà những người thình lình mà bị những cái vong đó nó xâm nhập vào, thì nó sẽ biến đổi những cái giọng nói, điệu bộ, cử chỉ người này cho phù hợp với cái giọng đó. Nó chiếm lĩnh như thế, nó sẽ tạo tác. Và ở nơi đây đó, nó giống như một cái trường hợp về thôi miên đó, là cái người đó vẫn biết, nhưng mà không thể làm khác hơn. Trường hợp thứ hai đó, là khi nó chiếm lĩnh như vậy là tâm tối luôn, không biết luôn. Thành ra có cái trường hợp là khi nó chiếm lĩnh vậy rồi đó, thì cái người này buông ra không biết gì hết. Còn có những người nó chiếm lĩnh biết. Nó có hai trường hợp chứ không phải là một trường hợp trong này. Thì như vậy, những cái bên ngoài nó có thể xâm nhập vào để tác động vào, nhưng nó ngắn thôi. Và trong cái luật về tâm linh á, khi mà anh xen vào anh sử dụng nhà cửa người ta, có nghĩa là bất hợp pháp. Và đây là pháp bất thiện. Nhưng mà cũng có những trường hợp đó, mượn nhà cửa người ta làm điều lành, thì cái này nó là sự tương tác giữa đôi bên. Cho nên lần trước trong lớp này sư cô có nói này, có những người chữa bệnh do họ giỏi, do học hành, kinh nghiệm nhiều đời nhiều kiếp vân vân, tại giỏi, người thầy thuốc giỏi. Có những người đó không học gì hết mà vẫn giỏi là do cái người thầy thuốc đã chết rồi, bây giờ người ta mượn cái xác này để người ta hành nghề. Mà có những trường hợp là cả hai, tức là vừa có cái người thầy thuốc mà đã mất rồi đó, họ phối hợp vô, và bản thân người này cũng giỏi, thành ra hai cái nó phối hợp vô, nó có đầy đủ hết. Và như là chúng ta sẽ thấy là có những trường hợp biết được, có những trường hợp không biết được. Biết được mà không cưỡng được, là bởi vì cái lực chi phối khi nó vào đây quá mạnh, khiến cho mình không có phản kháng được. Giống như là mình yếu còn người ta mạnh, thành ra người ta
bẻ cái tay mình phải giơ lên là mình phải giơ lên chứ người mình không thể muốn buông gì xuống được, người ta bắt mình phải đưa lên là phải đưa lên. Thành ra trong cái hoạt động về tâm linh cũng vậy. Để làm sao chúng ta sẽ nói kỹ cái này, nhưng mà sẵn đây mới nói thế này, khi mà chúng ta rèn luyện để cho những cái phần mà về thiện và thiện trí chúng ta mạnh mẽ thì trong những cái trường hợp này chúng ta thoát dễ. Còn nếu không, nó sẽ thường xuyên sử dụng cái căn nhà của chúng ta, tức là cái xác của mình sẽ bị sử dụng. Khi người ta không biết á, người ta thấy đây là một cái vinh hạnh. Nhưng khi người ta biết, người ta hiểu rằng là không nên cho mượn cái nhà mình để người ta tự tung tự tạc được. Cái nhà mình đó để cho cái tâm thiện lành của mình được trú ẩn. Còn nếu không, người ta phá toang ra mình không biết cái gì cả. Thôi chúng ta tạm biệt.